Mày con quay lại kia con chạm mặt cô chú đi. Con chạm mặt cô chú. Chạm mặt cô chú đi đi. Mày sẽ phải làm gì? Vậy là tôi chào ông bà cô chú đi, mẹ này mẹ dẹp. Đây, chào bà cô chú đi. Quay lên camera kìa, con nhìn vô camera, con nhìn vô điện thoại kìa. Đây, con chào ông bà cô chú cho con bà cô chú khoe tóc mới đi. Dung xin chào cô chú anh chị và các bạn. Thì giờ hôm nay Dung làm vài món để ăn tối với gia đình mình. Thì tối nay Dung có làm cá kho, cá ba sa kho của chú anh chị. Rồi tai heo với mũi heo luộc, chấm mắm nêm. Rồi dưa cải chua với đậu bắp. Nhưng mà có một cái gì được chú anh chị ơi, là Dung ăn thịt lỗ tai heo chấm mắm nêm. Nhưng mà nó lên bàn nó la quá cô chú anh chị ơi. Nó bảo là hôi quá, nó kêu Dung dẹp đi. Ăn cơm của chú. Hôm nay nhà Dung sẽ ăn với lại nuôi. Nữa hả? Nữa không? Quý không? Rồi. Lên bàn ăn mà nó hát nghêu ngao vậy đó cô chú anh chị. Anh tóc xoăn xoăn này á là anh ăn bữa cơm rất là lâu luôn á cô chú anh chị ơi, mà nó ăn trời nó nhơ dữ lắm luôn, mà phải nó ăn hết phần ăn của nó, nhưng mà phải từ từ chứ không có hói được. Ở Dung kho có bốn khứ cá thôi cô chú anh chị. Ông xã Dung gỡ phần thịt cho hai đứa nhỏ hết rồi, còn hai vợ chồng mình là hồi còn ăn xương không á. Nhưng mà tối thì Dung với ông xã Dung ăn tai heo. Ông xã Dung ăn tai heo chấm với cá chứ không có chấm với mắm nêm. Khổ ghê vậy cô chú anh chị ơi. Dung ăn mắm nêm. Mẹ em phải hỏi Dung, mẹ ơi giờ mẹ dọn cái này đi. Nhưng mà mẹ ăn với cái này mà. Nhưng mà mẹ ăn với thịt, mà cái thịt chấm với cái này mới ngon. Ui. Mình xịt bon. Trời ơi, ăn với mắm nêm mà ăn cũng yên nữa cô chú anh chị ơi. Mũi heo. Mũi heo chấm mắm nêm của chú anh chị ơi, ngon quá. Chú nhận dưa cải này mà nhận từ nhận qua Tết mới ăn được, mấy kịp ăn rồi cô chú.
mời cô chú anh chị ăn tối với gia đình nhà Dung nhé. Hôm nay là đói quá rồi, cô chú anh chị ơi, là nó xử hết rồi, lên bàn rồi nó xử, nội Dung lên là coi như sắp tàn cuộc rồi đó. Chú bà là sắp Lu con có ăn mũi heo không? Lu ăn mũi heo luôn. Ai bắt được con? Mũi heo. Rồi nè đi cô sòn. Sao sao chưa vớ? Con ăn với nước tương đi, con hỏi ba lấy nước tương đi. Chị biết nước tương? Nước bơ. Chị nước tương. Nó là cái gì? Nước bơ. Bom dia, linda minha. Bom dia. Só sou suya. Nước? Nước tương. À, nước tương. Nước tương. Nước tương. À, nước tương. Nói tiếng Anh, nói tiếng Việt mày nói trong họng không mà khỏi nghe luôn á con. Vui với tôi cùng không? Ăn cá nữa không? Chị Vân có hết sốt không? Hả? Không còn có sốt. Chị Vân mời sếp không ạ? Chị Vân bắt bắt. Chị ở Pháp á, cô chú anh chị, cái mũi heo với tả heo luộc cái gì là người ta không có ăn, nhưng mà họ bán cái loại pate á, nó giống như pate tả heo, mũi heo, da đầu heo á cô chú anh chị. Cái đó nó giống như là giò thủ bên mình vậy đó. Thì bên này cái đó thì người Pháp họ ăn, nhưng mà luộc lên vậy thì ăn chấm với sốt là họ không có ăn. Ba cái là sao? Ba cái là. Tôi ba cái là. Ba cái là. Này đậu bắp, này là đậu bắp đông lạnh đó cô chú anh chị. À, Dung luộc thì Dung không có cho bột ngọt, nhưng mà cho tí bột ngọt vô thì nó sẽ xanh, nhưng mà tại vì nhà Dung ăn á cho nên là Dung không có cho bột ngọt. Không quay vô camera không chạm mặt chú đi. Đó chứ bà đồng nhà em bây giờ sẽ có tí. À chơi được xin đó. Dạ. Ôi. Cảm ơn. Cảm ơn đi mặc xí. Cảm ơn. Cảm ơn. Vì đi chơi cho đi chơi. Sinon, thì đi gò mò sẽ đi xin lỗi. Đi gò mò sẽ xin lỗi. Pardon, ça veut dire xin lỗi. Pardon. Tiếng Anh là sorry. T'as le congélateur là ça? T'as le congélateur ça? Bon, hein? Ils ont monté les prix, t'as vu là hein? Ouais, 1€ les plus là ouais. C'était pour les fêtes, tu vois. Ouais. Ouais, mais une fois qu'ils ont monté les prix, ils ont pas baissé après la fête quoi.
Je trouve que c'est un peu cher. Hein. Ouais. Il y a trop de monde, tu comprends? Hein? Ah ouais. Ouais. Il y avait la demande, tu comprends? Ouais. Dùng với ông xã Dùng mà nói cái đầu bóp này nè cô chú anh chị là ông xã Dùng hỏi là mua đông lạnh hả? Thì Dùng mua đậu bắp tươi cho cô chú anh chị về thì ăn nhiều quá không hết thì Dùng bỏ tủ lạnh, bỏ vô tủ đông. Thì khi mà ăn xong thì Dùng lấy ra Dùng luộc, Dùng xào vậy đó. Nhưng mà ông xã Dung nói là lúc rài là quá trình đắt luôn, 10, 11 đồng, 12 đồng một ký á, bình thường là nó có 5-6 đồng thôi cô chú anh chị. Nhưng tu veux plus? Moi, je vois la télé, moi. Tu veux plus? Bah, j'imagine, moi. Tu peux imaginer, quoi. Pourquoi personne ne m'a dit à te suivre? À te suivre! Trop tard, c'est là. C'est pas grave. J'avais pas entendu, tout que c'était la télévision. Ouais. Fais pas de bruit. Si on fait de bruit avec ma vie, on le fait pas. Nhà Dung mới cô chú anh chị đang trong rí cho hết dịch tặng để về Việt Nam. Tại vì cuối năm em trai Dung cưới vợ cho nên là trong rí cho dịch để hết tặng được đi về cô chú. Tại vì định là cưới vào tháng 4 tay này. Nhưng mà do dịch đó là sợ Dung về không được, cho nên là dời lại tới cuối năm. Nhưng mà giờ ở Việt Nam cũng dịch quá chừng luôn, mà Dung không biết là cuối năm có về được không nữa nè. Mà khi mà mở cửa rồi á là sợ là không mua được vé máy bay nữa. Đông quá bây giờ Dung thấy là ai cũng đang chờ để ngày về không á. Đấy bà, hôm nay tăng một cái tour nào Việt Nam á. Ừ. Sao mang cái? Hello. Giờ em bà ngoại nha. Hello. Cũng giờ em bà ngoại không? 7.7. Cái gì vậy? Thì không cần quan trọng. Bà bước xong rồi. Papa, tu vas voir. Ici, c'est encore nuit. Nhà Dung á, là ông xã Dung là kiểu như ăn đồ thừa của các con như cô chú anh chị, tại vì có nhiều người Tây thì họ không ăn đâu. Nhưng mà nhà Dung thì ông xã Dung cũng dễ tính lắm, dễ chịu lắm cô chú anh chị. Ví dụ như tụi nhỏ nó ăn không hết á thì kiểu như mà đồ ăn ấy kiểu như không có ăn mà nhả chỗ trỏng nha, như kiểu như đồ ăn hồi trưa hồi nãy Dung gắp cá cho nó đó là nó ăn không hết. Thì bọn trẻ thì kiểu cũng sạch thôi, con mình mà. Hôm rồi là Dung với ông xã Dung ăn ăn cái gì ta, ăn cái món bò sóc đó cô chú anh chị. Thì cũng có nhiều cô chú anh chị để lại comment cho Dung là hỏi tại sao là chấm chung cho một chén đó, nhìn nó dơ dơ đó. Thì thật sự là ông xã Dung với Dung thì ăn
chấm không chung có. Hay là gấp chung gì đó nó không thành vấn đề của chú anh chị ơi. Nhưng mà khi mà mình mời khách hoặc ví dụ như có thêm chị chồng Dung nữa hay là Dung mời bạn thì mỗi một người một phần ăn, chứ Dung không có để chung bàn vậy. Tại vì nhà mình ăn á thì mình dọn lên hết thôi cho nó đỡ tiếng gì. Nói đi. Mặt mốt. Chú quên rồi, mặt mốt là cái gì? Thì Dung tạm biệt cô chú anh chị và chúc cô chú anh chị có một tuần làm việc thật là vui vẻ nhé. Và cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi video. Mặc dù cái video nó không có gì, chỉ là bữa cơm gia đình ấm áp của Dung với lại một Dung muốn chia sẻ tâm sự với cô chú anh chị thôi. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều và đã thương yêu và ủng hộ cho gia đình Dung nhé. Tạm biệt. Tạm biệt ông bà cô chú. Nói đàng hoàng. Tạm biệt ông bà cô chú. Nói đi rồi đi tắm nhanh lên. Tạm biệt ông bà cô chú. Đi đi nói đi. Bye bye ông bà cô chú kìa. Nhìn lên. Con. Bên này. Sao? Nhìn lên. Ở nó lì kìa ta. Đi. Tạm biệt ông bà ngoại đi. Nhanh lên luôn, mẹ giận nha.